Hãy nhìn lên, tìm chấm nhỏ màu vàng đó. Đó là Titan. Đây là mặt trăng lớn nhất của sao Thổ và là mặt trăng lớn thứ hai trong toàn hệ mặt trời của chúng ta. Và nó có thể là nơi duy nhất trong hệ mặt trời có nước lỏng ngoài trái đất ra. Thêm vào đó, nó có bầu khí quyển làm lá chắn chống lại bức xạ mặt trời và các tia vũ trụ giống như trái đất. Nếu ví sự sống như ngôi nhà thì Titan như kho cung cấp gạch và chờ bạn xây dựng nó vậy. Thắt dây an toàn vào và bạn đang tới đó. Phải mất một thời gian dài mới đến được Titan, nhưng bạn biết đấy, điều kỳ diệu của YouTube mà. Đây rồi, lớn hơn mặt trăng của chúng ta một chút và nặng hơn rất nhiều. Nó thậm chí còn lớn hơn cả sao Thủy nữa. Điều này nghĩa là lực hấp dẫn của nó còn khá yếu. Bạn sẽ cảm thấy ở đây nhẹ hơn 7 lần so với trên trái đất. Tại phòng tập gym ở trái đất, bạn có thể nâng 70 cân, nhưng trên Titan, bạn có thể nâng hơn 450 kg. Ha, trông được đấy. Bề mặt chủ yếu được tạo thành từ băng. Nó có những ngọn núi nhỏ, miệng hố và một vài núi lửa băng. Về cơ bản nó giống như một ngọn núi lửa thông thường, nhưng thay vì dung nham, con quái vật này phun ra nước, băng, ammoniac và methane. Có các hồ nước và đám mây trông giống như một hẻm vực trên trái đất vậy. Nhưng chỉ có một khác biệt nhỏ ở đây, chính là mọi thứ đều bị bao phủ trong sương mù dày đặc và đôi khi trời còn trút xuống cả methane đóng băng. Trên trái đất, chúng ta sử dụng khí methane làm nhiên liệu vì nó bắt cháy. Nhưng trên Titan không có oxy, ta không thể tạo lửa trên khối đá này được. Không có oxy nghĩa là bạn cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Nhưng bạn không phải mặc cả bộ đồ vũ trụ như ở trên mặt trăng của chúng ta, do Titan có bầu khí quyển mạnh hơn. Nhưng bạn đã đóng gói áo len rồi phải không? Trời sẽ sớm lạnh, tầm âm 185 độ đấy. Trên trái đất, cái lạnh kỷ lục là âm 90 độ C, và đó là ở ngay Nam Cực thôi. Nó rất lạnh vì vị trí của nó ở rất xa mặt trời, gần 1,4 tỷ cây số lận. Dù sao, sương mù dày đặc và bầu không khí đó ngăn tia nắng mặt trời sưởi ấm bề mặt. Nghe có vẻ cực độ, nhưng sự sống cũng vậy mà. Nó có thể tồn tại ở hầu hết mọi nơi. Ví dụ như vi khuẩn Deino, từ Latin dài ngoằng nào đó. Nó có thể sống sót qua bức xạ và nhiệt độ cực thấp. Nó thậm chí còn tồn tại được cả năm trong không gian bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế. So với ở đó thì tồn tại trên Titan chỉ là chuyện nhỏ. Đặc biệt, nếu chúng ta khoan sâu hơn một chút, nhiều nhà khoa học tin rằng có cả một đại dương dưới bề mặt Titan. Lực hấp dẫn của sao Thổ làm cho lõi của Titan tăng nhiệt một chút. Ngoài ra đại dương đó có chứa ammoniac. Nó giống như phiên bản chống đông của Titan vậy. Miễn là nước vẫn ở dạng lỏng thì sự sống sẽ có cơ hội thành công khá cao. Vậy có gì ở dưới đó? Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng xác thực cho thấy có thể đã có sự sống trên Titan. Đây, hãy xem kính hiển vi này. Đây là C3H2. Nó được phát hiện bởi nhóm những anten kỳ lạ trong sa mạc ở Chile. Nó đã sử dụng 66 anten, tất cả đều hướng vào cùng một vị trí trên bầu trời. Phân tử C3H2 này có thể hoạt động như một khối lắp ghép nền DNA, mã của sự sống. Một số người nghĩ rằng những phân tử này đã có mặt trên hành tinh của chúng ta từ hàng tỷ năm trước, ngay khi sự sống bắt đầu. Các nhà khoa học cũng đã trực tiếp kiểm tra nó bằng một tàu thăm dò thực sự hạ cánh trên Titan. Hóa ra những anten sa mạc đã đúng. Titan đã đứng đầu danh sách những nơi chúng ta có thể sống vào một ngày nào đó. Xin lỗi sao Hỏa nha. NASA có một dự án mới, tàu chuồn chuồn. Họ sẽ gửi một máy bay không người lái ra đó và khám phá Titan nhiều hơn nữa. Tàu còn cách 6 năm nữa và tên lửa sẽ đến mặt trăng của sao Thổ 9 năm sau đó. Vì vậy, chúng ta sẽ phải đợi khá lâu trước khi có thể đóng gói và chuyển đến Titan. Sau khi máy bay không người lái chuồn chuồn hạ cánh trên bề mặt của Titan, nó sẽ bay cực nhanh như trực thăng hai cánh quạt. Nó sẽ có 8 cánh quạt rộng 1 mét. Vì tồn tại lực hấp dẫn yếu, điều này là quá đủ để cung cấp cho máy bay không người lái tốc độ bay tốt. Nó sẽ có thể bay khoảng 3 km thẳng lên trên và cất cánh, hạ cánh theo chiều thẳng đứng như một máy bay trực thăng thông thường. Vấn đề chính nằm ở pin của máy bay không người lái. Các nhà khoa học đã phát minh ra một máy phát điện có thể chuyển đổi năng lượng bức xạ nhiệt thành năng lượng điện. Bất kể điều đó có nghĩa là gì. Một lần sạc pin sẽ đủ cho vài giờ bay liên tục. Chuồn chuồn sẽ mang theo rất nhiều thiết bị nghiên cứu. Vì vậy, nó không giống như những chiếc máy bay không người lái mà mọi người vẫn điều khiển trong công viên vào ngày Chủ nhật, mà sẽ nặng bằng khoảng 3 con đà điểu. Nó sẽ có 2 máy khoan, một loạt các cảm biến, một quang phổ để tìm ra các hóa chất đang ở đây.
Và nó cũng sẽ có kênh thời tiết của riêng mình với hàng tấn công cụ để đo nhiệt độ, mây và những thứ khác. Và giống như bất kỳ thiết bị nào hiện nay, nó có một camera trên mình. Hãy sẵn sàng cho một bức ảnh tuyệt đẹp về phong cảnh hoành tráng của Titan. Ban đêm trên Titan kéo dài khoảng 8 ngày trái đất. Đó là khi máy bay không người lái thư giãn trên bề mặt, sạc lại và phân tích các mẫu. Đúng là lâu thật, nhưng thực chất điều đó lại tốt. Khoảng cách của Titan với trái đất gây ra một chút vấn đề, sự chậm trễ trong việc truyền tin. Khi họ gửi cho chuồn chuồn một tín hiệu từ trung tâm điều khiển, tín hiệu phải đi nửa chặng đường qua hệ mặt trời, mất hơn 1 giờ. Ngược lại, sự chậm trễ tín hiệu đến sao hỏa sẽ chỉ là 10 phút, còn sự chậm trễ tín hiệu tới mặt trăng thì chỉ khoảng 1 giây mà thôi. Các nhà khoa học hy vọng chuồn chuồn sẽ cung cấp thêm thông tin về liệu chúng ta có thể sống trên Titan hay không. Một số chuyên gia hy vọng tìm thấy súp nguyên thủy ở đó. Đó là một chất sệt gồm những thứ cần thiết để tạo nên sự sống. Chúng ta đã có loại súp tương tự trên trái đất khoảng 4 tỷ năm trước và mọi sinh vật sống từng tồn tại đều tiến hóa từ chất sệt gồm các thành phần hữu cơ này. Nếu dự án chuồn chuồn thành công và hóa ra Titan thực sự có thể ở được, nó sẽ có thêm một nhiệm vụ nữa, tìm một nơi phù hợp để chúng ta ổn định cuộc sống. Nhưng tạo ra một thuộc địa tự duy trì trên một hành tinh khác chắc chắn sẽ là điều khó khăn nhất mà con người từng làm. Rào cản đầu tiên, việc sản xuất năng lượng, có thể là loại nhà máy điện hạt nhân nào đó, sau đó là nơi trú ngụ cho con người và máy móc của họ. Các tòa nhà Titan mới đó sẽ phải bảo vệ chúng ta khỏi thời tiết xấu và cực lạnh giá, rồi đến nước uống và oxy. Chúng ta cần phát minh ra cách tích trữ hoặc xây dựng cả hai. Sau đó là nhà kính nhằm nuôi trồng thực phẩm. Chúng ta cũng cần khai thác nhiên liệu cho giao thông vận tải. May thay, Titan chứa đầy khí metan rất tốt cho nhiên liệu. Một vấn đề lớn nữa là lực hấp dẫn. Vì lực này rất yếu trên Titan nên dù ai sống ở đó cũng sẽ mất rất nhiều khối lượng cơ bắp, khiến họ khó làm việc hay chỉ là tồn tại thôi cũng khó. Và những núi lửa băng phiền hà đó bắn ra vật chất vào các thời điểm ngẫu nhiên. Hoặc chúng ta cần một ý tưởng táo bạo và quyết liệt hơn, như việc thay đổi bầu khí quyển của Titan để chúng ta có thể hít thở trên đó và không phải dùng 100 chiếc mũ và găng tay thì sao? Để làm được điều này, chúng ta cần địa kiến tạo bề mặt Titan trong một thời gian dài. Bầu khí quyển của Titan cần được làm giàu oxy cho ta thở và sẽ thật tuyệt nếu nó ấm hơn một chút. Bước tiếp theo là tạo ra một sinh quyển, có nghĩa là thực vật. Chúng ta có thể biến Titan thành một khu rừng rậm rạp với các loài thực vật được mang đến từ trái đất. Nhưng do áp suất và trọng lực, chúng trông khác hẳn thực vật trên trái đất. Toàn bộ các cây sẽ mọc cực cao hoặc sẽ co lại thành kích thước mini, chúng ta không thực sự biết. Trước nhất, chúng ta cần đảm bảo rằng sự sống là khả thi trên Titan. Các nhà khoa học gần đây cho rằng có thể có sự sống trên sao Kim. Nó có kích thước tương đương với trái đất và họ còn gọi đó là chị em sinh đôi của trái đất. Người ta đã phát hiện ra một loại khí trên sao Kim, phosphine. Họ cho rằng nó được tạo ra bởi các sinh vật sống. Hóa ra đó không phải là sự thật. Chà, không hẳn vậy. Phosphine vẫn trôi rải rác nhưng ít hơn mức chúng ta nghĩ ban đầu rất nhiều. Nhìn xem, khoa học trên các hành tinh khác siêu khó luôn đấy mọi người à. Chúng ta vẫn luôn mắc sai lầm như vậy ấy mà.